Hai mọi người, lại là tôi đây. Tối nay chúng ta sẽ ăn món chả chay, mọi người. Chả chay xào với dưa leo, mọi người. Dưa leo với chuột, mọi người. Thịt bằm chiên, mọi người. Thịt bằm chay chiên, mọi người. Đọc bí, mọi người. Đọc bí, đọc bầu chấm với từng hộp, mọi người. Cải sáu bấu người, cải sáu bấu chua ngọt người, nước chấm có nước tương người, nước tương nước tương nước mắm người, nước mắm mặn người, mắm chanh tỏi ớt người, nước tương chanh ớt người, tương tương ớt người, tráng miệng có ổi người, với xoài người, xoài chín người, nó uống có trà đá người, trà phổ nhĩ người. Rồi. Đây mọi người, chả xào dưa leo người, chả chay xào dưa leo dưa chuột mọi người. Còn đây thịt bằm mọi người, thịt bằm chiên mọi người, thịt bằm thịt viên mọi người, bằm thịt viên chiên. Đọc bí mọi người, đọc bí với từng hộp mọi người. Từng hộp. Cơm mọi người. Xài mọi người, xài chín mọi người. Cải sáu bấu nè, cải sáu bấu chua ngọt nè. Ly trà đá nè, trà phổ nhĩ luôn nè. Nước tương nè, tương chanh ớt nè. Mắm mặn người, mắm chanh tỏi ớt người, chén không người, không mì xương, mì tương với chén mì xương, tương ớt người, ổi mọi người, muối ớt mọi người. Muỗng rồi, muỗng dài rồi, dài lâu rồi, lâu dài, muỗng dài lâu. Đổ rồi, đổ hết sau lè rồi. Bảo bột gió cho nó mát mát rồi. Mà muốn ăn cơm, cơm luôn rồi. Đúng nó bụng luôn rồi. Ăn cái mùi này giống cái mùi mực xào dưa leo không cái mùi nó giống giống rồi. Cái mại cũng ra rồi. Đậu bào cũng ngon rồi. Nhớ có dầm thêm miếng đường, cảm giác vừa ăn. Đúng không? Tại sao bấu đúng giờ?
chưa lên cái vị hay đắng thiếu mà. Đúng rồi, mình đầu tâm sự rồi vừa. Ngon rồi, thơm ngon. Chấm tương ớt cũng ngon không ạ. Chấm mắm được đây. Chiều ra hàng tháng mà. Giờ là lúa ngọt mà cái sao cái mùi nó quen thuộc mà ăn giống giống cái mùi ngọt xào dưa leo. Tới giờ này cái lạnh giác cảm giác nó phê phê kiểu nó buồn ngủ mà giờ là giờ cây xà bông đúng giờ luôn. Đang ăn mà buồn ngủ đậu vậy cũng chết luôn rồi. Xài này ngọt mà.
muốn xào đúng ngon rồi, ngon đúng thơm. Thích sắp với nữa. Xài ngọt luôn rồi. Rồi dính nước rồi. Cộng cái nữa mà đây cũng thuốc gì mà bởi vì nó đói mà đứng đói mà ăn cho kẹt cái bao tử cái chả ngon rồi, cái chả chà lụa xào với dưa leo rồi ăn cũng ngon rồi. Ăn không biết sao mà ăn nó có mùi giống như mật sầu dưa leo mà cảm giác như vậy mà không biết do cá sạm hay là cái kiểu ớt cái kiểu giống như kiểu ấy luôn rồi, ăn cảm giác nó giống giống rồi, cái mùi mật sầu dưa leo rồi ăn ngon rồi thơm. Còn thịt bằm chiên thịt viên chiên thịt bằm chiên thì ăn ngon rồi, dai dai mềm mềm ớt cũng vừa ăn rồi, như sáng ăn là vừa rồi, chiều ăn tối ăn nó hơi dai xíu rồi. Cái đột biến rồi, đột biến chấm với từng hộp rồi, từng hộp với dầu ăn này kia cái các thứ mà thử nó rồi, thử từng hộp thử đúng rồi, chiều dần thêm miếng đường cái cảm giác nó vừa ăn rồi, sáng thì nó hơi mặn xếp dần thêm miếng đường nhiều lắm rồi. Cái sả bấu thì chua chua ngọt ngọt ăn đúng giờ ngon rồi, chấm mắm mặn tương nghe tiền rồi, rồi sả chín xài ngọt rồi, ổi thì ăn ngon rồi, ăn được rồi, ok trời cũng vậy thì uống vậy cũng vậy luôn rồi. Cơm ngon rồi, cơm ngon. Chào tạm biệt mọi người nhé. Chúc mọi người có một bữa tối thật là ngon miệng và có một đêm thật là vui vẻ và sẽ được phúc nhiều. Bye mọi người.